like. Like. Đây, các bạn thấy không? Mọi người có thể là lại gần đây xem cái quy trình gói bánh của bà con ở trên này. Vâng, cho cháu xem cái lò đốt thuốc ấy. Đấy. 4 người. Ui. Mọi người thấy không? Xung quanh nó còn có những cây hoa trạng nguyên nữa. Những hình ảnh mà các bạn đang được chiêm ngưỡng chính là bản Lũng Luông, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là một bản người Nùng nằm sâu trong thung lũng, được bao bọc xung quanh bởi những dãy núi đá. Địa hình thì hiểm trở, con đường độc đạo dẫn vào mới chỉ được hoàn thiện vài năm. Chính bởi vậy mà nơi này sẽ là một điểm đến hấp dẫn đối với những ai yêu thích sự hoang sơ đấy. Mời các bạn vào bản cùng mình nhé. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với hành trình tiếp theo của Nếm TV. Và ngày hôm nay thì mình đang quay trở lại với cả Lạng Sơn. Nói về Đông Bắc ấy, thì Lạng Sơn là một trong những tỉnh mà mình rất là thích nhất. Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn. Và ngày hôm nay thì mình tin chắc cái video này sẽ là video đầu tiên mà các bạn có thể là ngắm nhìn một ngôi làng sâu trong thung lũng. Chắc chắn rồi, chưa ai quay đâu. Đây các bạn thấy này, đây cái con đường này này. Con đường này chính là con đường độc đạo duy nhất để dẫn vào trong đó. Nếu mà bạn nào mà muốn theo chân mình lên trên này thì có thể search là thôn Lũng Luông, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Và con đường này nó cực kỳ đẹp luôn. Khi mà chúng ta nhìn flycam trên cao thì mình thấy nó ngoằn ngoèo khá là giống với ở cái con đường chữ S ở trên Mộc Châu. Chính xác là thế. Và khi mà chúng ta đi lang thang ở đây thì các bạn có thể thấy là xung quanh đây có rất nhiều núi đá. Núi đá là đặc sản ở cái khu vực Lạng Sơn này, như là Hữu Liên, Chi Lăng, rồi là Bắc Sơn, thì chúng ta thấy nó rất là giống nhau. Và các bạn để ý một chút thì ở đây bà con do là cái lượng nước nó không có nhiều ấy, nên một năm chỉ có trồng có một vụ thôi. Hiện tại thì xung quanh đây tất cả những cái ruộng lúa ấy đã được gặt hết rồi, ruộng ngô cũng không còn nữa, nên trông nó khá là giống một cái cao nguyên. Nếu như các bạn đã quen thuộc với cả nút like ở trên Facebook thì mình tin chắc là Lũng Luông sẽ giúp cho các bạn bị bất ngờ đấy. Con đường bên tay dẫn vào thì chúng ta nhớ để ý bên tay phải nhé. Like. Like. Đây các bạn thấy không? Đây là cái điều mà đã khiến cho mình phải quay trở lại đây để ghi hình cho các bạn. Bởi vì là chuyến lần trước mình không có đem theo máy quay. Và các bạn có thấy cái tay của mình không? Đây nhá. Like này. Rồi hãy nhìn đi. Nó có cả móng tay luôn mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ nhờ máy quay zoom lên một chút đi. Thấy luôn cả cái móng tay của cái nút like đấy. Đây là một cái điều rất là thú vị. Không biết là ngọn núi này đã có ai đặt tên chưa, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta nên gọi nó là một cái ngọn núi, gọi là ngọn núi like. Đấy. Hy vọng cái nút like này sẽ giúp cho những người mà yêu xê dịch, yêu du lịch Việt Nam sẽ yêu thích Lũng Luông nhiều hơn. Thôi, giờ chúng ta lại tiếp tục di chuyển. Cứ chỗ nào mà có cái gì hay ho thì mình lại quay tiếp cho mọi người nha. Đi thôi. Không chỉ ngọn núi có hình nút like này đâu, xung quanh đây còn rất nhiều những ngọn núi với hình thù kỳ dị. Mỗi du khách nếu đặt chân tới đây đều có thể tự do tưởng tượng. À, mọi người để ý nhé, thung lũng này rất nhiều quạ. Chiếc flycam mình còn bị cả đàn quạ đuổi theo vây bắt đấy. Còn nữa, mình đã từng đến đây vào đúng vụ mùa. Hai bên sẽ là những ruộng ngô xanh mướt nhìn rất đã mắt. Nếu các bạn muốn chụp ảnh đẹp thì qua xuân sẽ là thời điểm thích hợp nhé. Các bạn biết không, cái điều ấn tượng thứ hai của mình đối với cả Lũng Luông đó chính là con đèo dẫn vào đây nhé. Các bạn hãy nhìn trước mặt đi. Đây chính là con đường đèo dẫn vào trong Lũng Luông. Và nó tuy nó ngắn thôi nhưng mà nó rất là dốc. Và nó xuyên qua một cái hẻm núi như này khiến cho chúng ta có một cái cảm giác rất là mạo hiểm, muốn được chinh phục. Đó mọi người thấy không, một con đèo mà bên một bên là vách đá, một bên là cũng có thể coi là vực đi, nhưng mà vực nó khá là thấp. Ở đây mình thấy cái cảnh báo về độ nguy hiểm đó là độ dốc của con đèo này nó tới 17% nhá mọi người nhá. 17% tức là một cái độ dốc cực kỳ cao luôn. Không phải con đường đèo nào cũng có độ dốc 17%. Chính vì vậy, bởi vì là trong đây không có nhiều những cái xe vận tải lớn nên mới có thể là làm được cái đường đèo 17%. Chứ nếu như mà có những cái chiếc xe tầm khoảng 50 đến 10 tấn trở lên thì chúng ta sẽ phải bắt buộc phải làm cho nó thoải ra tầm khoảng 10%. Chứ như thế này thì quá dốc. Xe mình gắn máy rất là mạnh luôn.
Ui trời ơi, mãi mới lên được. Đó, trời ơi, quá y là dốc luôn. Thật là thú vị. Đấy, ui trời ơi, đẹp lắm. Nào, xuyên qua núi rồi. Xuyên qua núi. Chúng ta đã đến được với cả Lũng Luông rồi. Thực sự là cái shot bay flycam xuyên qua núi nó rất là ấn tượng. Ok mọi người ạ, bây giờ thì mình đang có mặt ở trong trung tâm của thôn Lũng Luông rồi. Và điện thoại của mình đã mất sóng rồi mọi người. Thực sự ở trong này rất là yên bình. Và theo như anh ơi, anh cho em hỏi một chút. Tức là ở đây là ngày xưa là không có đường vào đúng không? Bà con phải đi bộ đúng không? Đấy, thế đã cao như đỉnh núi kia đây. Cái con đường này đã làm trong vòng bao lâu rồi ạ? Làm mấy năm nhỉ ông nhỉ? Ông ơi, đường này làm bao nhiêu lâu? 17 năm, mười mấy nhỉ? 16 ạ. Từ 16 là đến 17 hoàn thành ạ. Năm 15 mới bắt đầu. Vâng, thế bao giờ cái này có điện từ bao giờ ông? Có điện từ năm 94 96. À. Văn Linh có điện là 94. Vâng. Ở phố chưa có đường này đâu. Vâng. Trong đây cháu thấy mọi người đang nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ khác, không biết đây là ngôn ngữ gì ấy ở ông. Đây là mình trong đây là người gì chứ? Vâng. Nùng ạ. Nùng Yên Lạng Sơn ạ. Vâng, như vậy thì ở Lạng Sơn mình hầu hết là nùng với tày đúng không? Này là Nùng Yên, trong Vạn Linh thì Nùng Yên nhiều. Vâng. Chính vì là cái con đường vào đây nó khó khăn mà bây giờ các bạn có thể thấy là xung quanh đây nhà vẫn còn giữ được cái nguyên sơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng để các bạn biết được là cái chất liệu nhà trên này nó khác gì so với cả những nơi khác nhá. Và hy vọng là trong tương lai thì mau tỉnh Lạng Sơn nhá, nhớ thúc đẩy cái chỗ việc du lịch ở cái tỉnh chỗ vị trí này, chứ không thì phí mất. Nếu mà bà con mà muốn xây nhà lên thì tự dưng cái khung cảnh ở đây nó sẽ không còn được như xưa đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lượn một vòng nhá. Thực sự là đối với mình Lũng Luông có quá nhiều điều hay ho. Các bạn có thể thấy là cái con đường này là cái con đường mà bà con làm cái con đường rào xuống dưới ruộng ấy, dưới cái suối ấy. Và trông hay không? Mọi người thấy không? Xung quanh nó còn có những cây hoa trạng nguyên nữa, rất là đẹp. Tuy nhiên mấy cái rác này là do kiểu lá cây rơi xuống ấy, không được đầu tư. Nếu theo như mình ấy, mà bà con ở đây được xây được những cái bậc đá như này dẫn lối xuống thì ôi hồi, check in cực kỳ đẹp luôn. Đây không biết là cái nhạc ở đây nó có dính bản quyền hay không cơ. Chắc là bà con đang nghe nhạc offline thôi. Các bạn có thể thấy là đây, ví dụ như cái căn nhà trước mặt kia cực kỳ ấn tượng với chúng ta. Các bạn có thể thấy căn nhà sàn này được làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ và đá. Và thậm chí là mái trên kia, mái này này, chính là mái âm dương. Và nếu như các bạn muốn biết là cái mái âm dương này nó được sản xuất như thế nào thì mình sẽ dành một cái số khác để cho chúng ta được thấy được cái quy trình sản xuất. Loại ngói này rất là được ưa chuộng ở các tỉnh ở phía Bắc. Đấy, rất đẹp luôn. Đây. Gỗ nhá, trên là mái ngói, dưới là gỗ. À, có lẽ là mình phải tránh cái chỗ này ra, không thì dính nhạc bản quyền mất. Rồi, đây thậm chí là gỗ là cái vật liệu nó sẽ bền hơn nên mọi người sẽ dùng để làm nhà. Còn những cái như là cái phía trước mặt của chúng ta kia, cái ngôi này chắc là ngôi bếp, thì được là lát, được lập xung quanh là tre nứa. Đúng rồi, chính xác là tre nứa đấy. Và cầu thang này mọi người thấy đấy. Cầu thang bằng gỗ luôn. Trông rất là hoang sơ. Khi mà bay flycam ở trên cao thì mình thấy là có những cái ruộng ấy, nó lọt thỏm ở trong những cái thung lũng xung quanh này. Và chỉ có thể là đi bộ thì chúng ta mới thấy được những cái thửa ruộng ấy thôi. Đấy, mọi người thấy không? Dạ vâng ạ. Đã đi tham quan làng mình ạ. Dạ.
À vâng, cho cháu vào thăm nhà tí nhá. Vâng. Vâng ạ, cháu vào cô chú ạ. Dạ anh. Ôm mọi người đã gói bánh ạ. Bánh gì đấy ạ? Vâng, cháu xem một tí được không ạ? Ôi, hay quá, tự dưng hôm nay đến đây chúng ta đã thấy được cái vâng ạ. Ôi, mọi người, mọi người có thể là lại gần đây xem cái quy trình gói bánh của bà con ở trên này. Nhưng mà hình như đây không phải là bánh nào, là thịt chứ sao ạ? Thịt cũng có giò thôi. Thịt giò ạ? Vâng. Cái giò ấy của ngày xưa đấy. À, đây là một giò truyền thống luôn ạ. Ừ, truyền thống ấy. Vâng. Cái cái lợn này là mình giết ở đây hay là như nào? À, lợn mình mua thì mình tận đấy cái thịt thủ đấy đi để mà làm một cái giò mà để nó dính nhau mà nhỉ. Đây là thịt thủ ạ. Thịt thủ ấy. Thịt đầu ấy ạ. Thịt đầu ấy. Ừ. Vâng. Sau mình quấn vào như này. Ờ, sau cũng mình quấn vào mình gói vào để nào để sau này xong thì luộc xong thì mình lại ép. À. Đấy. Vâng. Để thành cái miếng giò. Vâng. Vâng, giò thịt thủ hay quá. Ừ. Nhưng mà sao lại ở đây lại có hai cái miếng trứng ốp dán kìa? À cái này thì mình tạo màu để có màu để nó hai bên rồi bên trên bên dưới để nó tạo được cái hình màu thôi. Đấy, đấy. Tức là bên trên bên dưới mình lót như thế ạ? Ờ, đấy. Tí thái ra đĩa nó có mặt vàng ngoài ấy. Vâng. Giò thủ thịt giò. Dạ vâng. Thế là đây là đặc sản của Lạng Sơn đấy mọi người. Có làm món không nhiều với chú? Dạ. Có làm món không nhiều không? Cái này có mà. Có thì quay tiếp. Làm được. Thế cái này tí nữa chú có gói tiếp nữa không chú? À có gói mà, gói hết cái này mà. Vâng, thế cháu ngồi cháu xem tí nhá. Có gì đi thưởng thức để cái hộ gói. Vâng. Đấy là khâu chuẩn bị mai nhà mới đấy. Nhà mới. Sao lại nhà mới thế ạ? Tức là nhà mới cái ngoài kia tí quay lại ra ngoài kia. À chứ không phải là Tết ạ. Không. Ồ. Mà bếp ở đây thôi, chuyển lên kia mai nhà là chuyển lên kia mai dựng. À ra là gỗ, thế. Nhà gỗ này. Vâng. Hóa ra là thế mọi người. Vâng ạ. Thế cháu vào thăm quan tí. Vâng. Vâng. Ừ. Đấy mọi người ơi, mọi người có thể. Ui. Nhà mình rộng nhỉ ạ. Cho cháu xem nhà mình một chút nhá. Ui các bạn ơi, trong đấy rất là rộng. Mình nghĩ là cái gian nhà này nó phải rơi vào tầm khoảng 200m hơn đấy. 200m hơn đấy, rất là rộng. Và bên tay trái đây thì đã được chia thành từng một cái phòng một đây này. Mỗi phòng nhà 5 gian luôn ạ. Tức là mỗi gian này sẽ có một cái rèm ở đằng trước che đúng không ạ? Đấy, mọi người thấy không? Đấy là rất là đặc biệt luôn. Căn nhà rất là rộng rãi. Cho cháu tham khảo một chút nhé. Vâng. Đấy, mọi người thấy không? Đây. Các bạn có thể thấy những cái gian nhà bên cạnh này. Nhưng mà một số gian thì mình thấy là cô chú chủ hộ đã để đồ rồi. Còn một số gian thì vẫn có giường nằm. Cơ. Chào... anh. Ừ. Nói chung là bà con giờ cũng đầy đủ hết rồi, có cả tủ lạnh các thứ luôn cho anh. Nhưng mà rất là hay bởi vì là đây vẫn còn giữ lại được những cái kiềng về cái bếp lửa như này. Và mùa đông ở trên khu vực phía Bắc này nó rất là lạnh các bạn ạ, phải có những cái bếp lửa như này chúng ta ngồi vừa nấu cơm hoặc là vừa ăn ngay bên cạnh này nó rất là hay. Cháu cảm ơn cơ nhá, cháu quay lại nhà chút đó. Uầy, nhà sàn. À nhà này thì không phải là nhà sàn, nhà bên cạnh mới là nhà sàn. Nhưng mà cũng có một cái gác lửng ở bên trên kia để cô chú đựng ngô. Đấy, mình nhìn bằng mắt thường thì đang đựng ngô ở trên đó để chắc là cho gà hoặc cho lợn gì đó. Vâng ạ. Hay cá. Tự dưng cháu vào đây lại được ngồi chơi. Vâng. Đấy ạ. Vâng. Vâng. Nhưng mà nhà mình ở đây là mai chuyển đi ở chú. Ừ. Mai là chuyển đi hay là làm thêm một cái mới? Làm à, thế mình bỏ cái này đi luôn. Đây là cái nhà chú của em thôi. À. Nhà em. Vâng. Anh ở đây luôn đấy. Cái
Vâng. Làm bếp ở đây, nhà anh chắc chắn ở lâu rồi, dỡ lên kia dựng đấy. À, mai thế, dựng. Thế mình sẽ dỡ hết đi ạ? Không, dỡ rồi dựng kia khác đây, nhờ nhà em làm bếp, nấu bếp, nấu ăn cho mai. À, rồi rồi. Cơm đấy đã. Vâng, vâng, vâng. Chưa nhà dựng kia có thể. Vâng. Chưa có nhà thì có chỗ ăn uống. Vâng. Cho nên anh em lại buổi trưa quay lại xem ăn cơm. Vâng. Thế như mình tìm hiểu thì ở đây là có 40 hộ ạ. 40 hộ giờ trong này. Bà thế 40 hộ. Trong thôn Lũng Luông của mình là có bao nhiêu hộ tất cả? 40. Bảo 40 rồi, chắc 40 rồi. Chưa có à? Có rồi. Bởi vì mấy nhà kia lên ở khác ở này. Ồ. Oh. Cái lớp dưới mình không lót hả anh? Có chứ. À thế vừa nãy anh lót hay là tí em mới lót? Lót rồi. À, lót rồi. Mà miếng hơi bé nó kia che hết thôi. Hóa ra là giò thủ trên đây còn lót cả trứng nữa. Làm màu. Vâng, trông nó đẹp ạ. Nhưng mà mình không cần gói giò đấy. Không cần gói khuôn ạ. Không, khuôn không chắc không ngon bằng giò này. Vâng. Khuôn chỉ là nó gói bánh vuông như các bánh thành phố thôi. Vâng đúng rồi. Ở dưới chỗ em là người ta nén nó ép nó chặt lắm như. Vâng. Em tí người ta tối luộc xong rồi lấy hai miếng ấy ép nén này. Vâng. Gói nên là chín ra luôn. Vâng. Tức là mình luộc xong mình ép giống như ép bánh chưng ấy đúng không? Đúng rồi, ép nó ép cũng chỉ mai thái rồi lạnh ấy còn cứng con dao dày còn không vào được. À. Khác gì? Vâng. Nhưng mà cái luộc này nếu mà trông cái này cũng phải tầm 3 tiếng. 3 tiếng ạ. 3 vâng. Tiếng từ bây giờ gói xong luộc. Vâng. Ồ. 3 tiếng là lấy ra em được. Tức là cái phong tục mà nhà nào lên nhà mới là đều cũng phải luộc cái này ạ. Tại là cưới hay tùy ạ. Khu vực trong Vạn Linh là cưới với nhà mới là ai là có cái món này. Chính pháp ăn của nó vào làm cái của ta mà. Đấy. Ngoài cái món này ra còn những cái món gì đặc sắc ở trong này không anh? Nhục, kho nhục. Kho nhục à, kho nhục. Nhà này nhà mới có làm. Vâng. Gà luộc. Vâng. Đấy. Cũng ngang đám cố. Vâng. Ừ, đây cố nhà mới. Đấy là Khánh Thành đấy ạ, đúng không ạ? Tân gia. À, mừng dựng được cái nhà. Vâng, đúng rồi. Đúng rồi. Dựng được nhà. Lấy nhà mới đấy. Thế thì nếu như thế thì một nhà có đám là cả bản tập trung chứ ạ? Hay là... đấy nếu mà bản ít thì nếu mà đông khách mời mình họ mình mời đông khách thì gọi cả bán hộ. À vâng. Còn ít khách đủ nhân lực mình làm thì đủ thì thôi. À vâng. Mình làm ít thì đủ anh em trong họ đủ làm được. Còn vâng. Nhưng mà đông lắm thì mình phải anh em làng xóm. Vâng đúng. Không phải đi đây nó khó. Tội không có nhà hàng nhà hiếp như ngoài kia. Có nhà hàng thì nhưng mà như thế này mới vui ạ. Ờ thế này toàn anh em toàn nhờ đó. Bây giờ tất cả mai là chỉ dựng cái nhà như này chỉ anh em là xóm thôi. Vâng. À. Ờ, dựng xong thì gia đình kiểu gì lúc nào cũng đã hộ anh em mời anh em hộ đi. À. Dựng là gia đình nấu cơm. Vâng. Thế một cái nhà chắc là dựng phải mất cả tháng không hay là mấy tháng đấy? Mấy tháng cơ? Không, hôm dựng thì nó khoảng 1-2 tiếng là xong thôi. Chuẩn bị trước mà. À, chuẩn bị trước ạ. Chuẩn bị trước, nếu mà lắp, bây giờ lắp thành hình rồi, bây giờ mai chỉ biết anh em hộ lấy sức dựng lên là lắp thành cung đứng rồi thôi. Tức là ngày mai mới dựng ạ? Ừ, ngày mai cung đứng là khoảng là ngày mai mới dựng ạ? Bé to, cái này khoảng độ 1 tiếng là xong đứng thế này thẳng tưng do rồi, bây giờ làm tiếp tục làm dần đi. Ồ, thế hóa ra là lễ khởi công với lễ khánh thành gần như trong ngày luôn, bởi vì là dựng có vài tiếng là xong cái ngôi nhà. Là 1 tiếng là còn cái này be thì lâu. À, be. Be còn giải, còn lợp, còn liếc, còn nhiều ngày nữa. À. Nó không phải là như nhà xây như ngoài kia cũng bảo vào nhà mới là cái viết ngủ thôi. Vâng. Đây còn nhiều công lắm. Đây mọi người thấy, mọi người có thể thấy là ngoài cái chất liệu ngói ra mình còn thấy có một cái vài cái tấm phên bằng lan tre đúng không? Đúng không? Đấy. Đấy là ngày xưa đấy. Ngày xưa không xưa đấy đấy. Đấy tôi ở đây là lúc vâng. Mới nói là bảo là bây giờ mới có con đường mới có cái gạch đây. Vâng. Bà con mới xây được nhà mới có ngói vào. Đây vâng. Ngày xưa chỉ ai trồng được tre thì có. Vâng. Nếu mà những ai có sức ai có đi để xẻ được thì có ván có rúa đúng không? Ờ đấy. Nhưng mà theo như em quan sát thì thấy những cái nhà đây họ mọi người là nó không kín đúng không? Không kín cho làm đúng không? Kín thì đúng ra là ngày xưa chỉ làm thế nào được che để tạm bỡ thôi. Nhưng vâng. Mà không có
đường cũng khó khăn, vâng. Thợ cũng không có, vâng. Làm thế nào để đóng vào thế này, những nhà ngày xưa ai có như thế là có khả năng lắm rồi, vâng. Có khả năng lắm rồi, không phải là như thế vâng. Là những người còn có nhà không đặt xung quanh chỉ như thế hết. Nhà vâng. Ừ, là những chưa đây là, đây mỗi đây, năm này nhà là nhà cổ đấy, cách đây đúng là mỗi năm là năm mươi mấy năm cái nhà này cơ. Ừ. Sau vụ cấy thu hoạch xong thì tranh thủ vào rừng gói nấu cơm, vâng. Gói lẻng đi vào, có cây nào to thì mình chặt ra gọi anh em đi hộ kéo cương ngang cương ngang. Vâng. Chưa được thế này thì mỗi năm được một ô hai ô thì là dần dần mới đủ kín cái nhà. Thế không phải là một lượt thế này là kín cái nhà được đâu. Vâng vâng. Kín nhà phải thợ mộc kia. Vâng. Theo ô nào ô ấy. Vâng đúng bây rồi. Bây giờ như bây giờ đấy, phải trồng xoan. nhưng mà các bạn ạ, cũng rất là may bởi vì là mình thấy quan sát theo cái địa hình ở quanh đây là nó được bao bọc bởi những cái dãy núi đá. Chính vì vậy mà cái lượng gió ở đây nó không nhiều giống như là những cái bản Mông mà mình đã từng đi trên cái đỉnh núi chẳng hạn. Thì người ta bắt buộc phải làm thật là kín, chứ không thì đêm nó sẽ rất là lạnh. Ở đây nhiệt độ nó có lạnh không ạ? À nhiệt độ à, có khi tối nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 8 đến 11 độ. Ủa thế ạ? Lạng Sơn là trung trung. Nhưng mà nó có gió nhiều không? Gió thì nó theo luồng thôi. Theo luồng á? Nói chung là nó gió theo luồng. Vâng. Được cái là chú nhà được cái là cháu ngủ ở đây xây trường mầm non cho các cháu kia, là có cái là nó tối nó ra khe kia thì mình ngủ ở dưới này chỉ nghe thấy tiếng thôi chứ không có gió ở dưới này mấy. À. Nó cứ hú cho đỉnh cây cứ ào nhìn đấy. Thế là trên thì có nhưng mà dưới thì lặng lặng ạ. Tre lặng lặng thôi. Đấy. Vâng. Nhưng mà đấy là gió, còn khí lạnh thì đa khí lạnh thì nó chỗ nào cũng lạnh. Vâng. Đấy là gió đang qua đỉnh núi thôi. Vâng vâng vâng. Nó được cái bao quanh như thế. Đấy. Núi đá vôi. Đây, mọi người có thể nhìn cái căn nhà bên cạnh. Năm mươi mấy năm rồi, theo như lời chú bảo đấy, vừa rồi. Năm mươi mấy năm rồi. Vâng. Mấy năm thế nào? Cứ thế thôi. Gần thế... 70 mấy năm rồi chẳng. 70 mấy năm á? Ông mới bảo ông là ông từ ông lớn đã ở trong này chỉ có 9 cái nhà thôi. Ông đây ông đây đây một trong những cụ lão làng ở trong những trong thôn nữa. Tức là ông là một trong những người vào đây ở đầu tiên đúng không? Không phải đâu. Nhờ sau ạ. Là người đâu đầu tiên không biết. À. Nhưng mà từ thời ông ở là có 9 nhà thôi không? Ừ. 49 nhà 50. À không phải. 69. 69. 6 từ năm 69 ạ. Thế năm 69 là bây giờ năm 88 89 mới có thế là 50 năm 9, nhỉ. 9 nhà. Vâng. Thế ông sinh năm năm bao nhiêu rồi? Thế cũng lâu. Ông năm 93 mấy ấy. Ông sinh năm 1932 31. Ôi. Ông thiết cho ông năm nay cũng phải 31 32 là năm nay bao nhiêu nhỉ? Cháu hơi tính kém là 9 mấy, 28 8 mấy. 9 mấy chứ chẳng nói. 9 mấy. 9 mấy. Đâu nhỉ? 8 mấy. 8 mấy sao? Vâng. Mấy rồi. Vâng. 32. Đấy các cụ ở trong đây sống không khí này trong lành nó rất là khỏe mạnh các bạn. 89 thôi, tuổi nếu mà tuổi ấy thì 90. Vâng. Đó. Thực sự khi mà mình đi lang thang ở trong Lũng Luông này mình rất là thích bản ở đây các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể thấy là bà đang ngồi làm việc trên một cái sàn kia trông rất là đẹp. Con chào bà. Chắc bà lặng tai và không nghe thấy rồi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Mình rất là thích, mình hy vọng là sau trong tương lai thì các bạn sẽ tới Lũng Luông để du lịch nơi này. Mình tin chắc là nó sẽ hút hồn các bạn luôn đấy. Đấy, ông thì đang đi bộ. Rất là hay bởi vì là bà con đã rào lấy cái cây sắn để rào thành một cái hàng rào rất là đẹp như này. Đó, bảo vệ không cho cho trâu bò hay là gà nó chạy lung tung ông nhở. À, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn từ cuối đến đầu làng cho các bạn xem cho những cái gì đặc biệt nhá. Cũng rất may là ở đây có điện hết các bạn ạ. Ấy bên này này. Bên này có một cái bếp nó cao cao giống như một cái lò gạch ấy, nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi, không biết là cái gì mà nó được làm bằng vách đất. Đấy. Con chào cô. Cô ơi, cô cho con hỏi cái cao cao này là cái gì á? Vâng. Cái bếp ạ. Làm thuốc ạ. Ui, cho con vào con xem thuốc được không cô? Con vào con xem làm thuốc được không?
Vâng, đi mọi người ơi, thế là mình lại có lẽ là mình sẽ vào nhà cô để xem cô làm thuốc như nào. Nhưng mà đi đường nào vào nhỉ? À đây đây rồi. Đấy, bây giờ thì bà con mới có được những cái viên gạch như này để xây đấy. Vâng, đây. Anh Trường phải đi cùng em luôn chứ. Rất đấy, các cụ đi xẻ gỗ tiện lấy cái bìa dạ. Bán rồi nhà đây. Đấy. Đấy. Mình rất là hạnh phúc bởi vì khi mà mình lạc vào trong Lũng Lương là mình vẫn gặp được một đây là một anh cũng fan hâm mộ. À. Anh khán giả, ui nhìn con chó. Có. Vâng, cho con quay cái bếp thuốc. Mệt. Con này nó có cắn không cô? Ra đổi. Vâng. Đi, đây. Sợ đâu, không sợ đâu. Vâng. Cái này là từ có con đường này mới có cái sân này đấy. Vâng đúng rồi chính xác. Chỉ là như sân như gỗ kia thôi. Ừ. Đấy. Đây. Đấy. Còn được cái khối đấy đấy. Ui đẹp quá mọi người. À, thì nhà đấy. Mọi người thực sự rất là đẹp luôn. Thích chứ thức ăn này. Đẹp cái gì cái nhà này? Không đẹp mà cô. Không đẹp nhà cô cũng đẹp. Chà. Qua video này mình hy vọng là những bạn ở Lạng Sơn hãy cùng nhau là chia sẻ những cái video này. Mình tin là những cái quê hương Lạng Sơn của bạn đây là những cái cảnh rất là đẹp. Và nếu được phát triển du lịch thì chỗ này rất là nổi tiếng luôn. Cháu ở Hải Phòng ạ. Cháu Hải Phòng ạ. Vâng ạ, cho cháu xem cái lò đốt thuốc ạ. Nhưng mà mình sẽ đốt như nào cô? Cho lửa vào, cho củi vào. Nhưng mà mấy năm rồi cô không làm nữa. À, cô không làm thuốc nữa ạ. Tiếc quá. Đấy là lò ngày xưa chưa có con đường, chưa có gạch về xây. Đúng ra ngày xưa có con đường là lấy gạch về xây bờ. Đấy, đất ở chát thôi. À, chưa có đường là không lấy được gạch. Cái này để hong thuốc. Sấy thuốc, sấy thuốc. Bán thành bó lá được bao ấy. À. Còn trẻ hơn cô còn làm được, bây giờ cô già rồi cô không làm được. Sao giờ cô không làm nữa, bây giờ mình có thuốc bán chứ. Có thuốc bán nhưng mà... cô không làm được rồi, không lấy được. Thì bảo con cô làm. Con thì... Nhưng còn này củi này củi gì đấy hả cô? Củi bông, cây bông này. Cây đẹp. Cây à cây bông. Ở đâu là biết cây bông à? Thằng án ở đâu? Anh ở ngoài kia luôn ạ. Ở Lũng Lương đâu? Cây bông mà. Thế này cô một mình cô chở đi nhảy. Ừ. Đi hái là vác đấy. Đây vác đấy. Vác yeah. Đèo lao khi núi kìa. Úi giời ơi. Không biết đi xe máy. Bây giờ may có đường con nó đi ra chợ được. Chợ con đi đấy con các bạn ơi. Mình hết rồi, còn mình cô thôi. Đây, đây là những cái cành bạch đàn ạ. Cây rừng đấy, cây như củi. À. Xong là rào thành cái hàng rào như vậy. Nói chung là cũng rất là hay mọi người ạ. Đấy. À, bây giờ con xin phép ra ngoài thăm cái giếng làng mình chút. Vâng. Vâng. Đấy. Đây là nhà ông hả ông? Đẹp ông ạ. Vâng. Vâng. Vâng, lát con quay lại ông nhá. Con chạy ra dưới giang giếng một chút. Vâng vâng. Và ông uống nước đá. Vâng vâng ạ. Con chạy ra con xem một chút thôi. Đúng rồi, bà nghe tiếng rồi nhưng mà bà nhìn chưa thấy. Ở đây đã ai bay trên cao chưa bà? Vâng, quay cao ơi. Vâng. Vâng. Vâng ạ. Cháu quay, cháu quay. Vâng. Trẻ con sợ. Vâng. Bây giờ thấy cả bà cái chăn bò đó. Vâng. Đây, các bạn ơi, đây là trước mặt của chúng ta là một cây vải tổ. Và theo như anh Thường có nói là cây này đã có từ rất lâu rồi. Cụ đấy. Vâng, các cụ ở đây. Rồi. Cụ sinh. Chưa biết. Đấy, cụ 90 còn không biết là nó có từ bao giờ. Có bao giờ lớn đã thấy rằng đây rồi. Đấy, có khi là anh em mình ra kia đo xem là bao nhiêu vòng ôm nhỉ. Đấy, là bục kỳ đấy. Em nghĩ là phải 3 vòng ôm ấy. Ôm. Nhưng mà 3 người ôm. Gần nửa nhưng mà vẫn tháng tự được. Vâng, nó bị mọt một nửa đúng không anh? Đấy, nó giạt cụi lắm. Ui. Anh ôm thử bên kia em xem nữa. Anh ôm bên này này. Này, anh đo phải. Đấy. 4 người. 4 người. Ui. Cây vải cực kỳ chất luôn mọi người. Từ ông đã 90 rồi nhưng mà chưa biết ông đã lớn là đã thấy rồi. Không biết là có được lúc nào. Vâng, vải này ăn mới ngon mới thơm như này. Thế này vải tu hú ngày xưa ấy. Vải tu hú đấy các bạn ạ. Đấy, cây tu hú không phải vải lục ngạn nữa. Vâng. Vải thiều bây giờ với. À, mình sẽ cung cấp cho các bạn thêm một cái thông tin đó là nhiều bạn sẽ không biết là cây tu hú là cái gì nhá. Nhưng mà ở trên vùng cao này họ vải gọi cây tu hú chính là cái quả vải rừng ấy. Đấy. Đó, là vải tu hú. Còn nó thua hơn vải bây giờ là vải
Vải lùng ngắn là ghét rồi. Vâng, dưới chỗ mình thì sẽ gọi là vải vườn, vải cổ ấy. Có con đường phát lại, dân thường lại bạn mua cây này. Họ lại mua cây gì ạ? Cây mề gà, gọi với mề gà. Mề gà thì được mấy trăm rồi đấy. Lấy mấy xe cẩu rồi. Đấy, ngày xưa bọn anh làm trường mầm non. Đây, các bạn có thể... Tôi từng viết một mà. Tôi từ đỉnh chân đèo bên kia lên đỉnh đèo, thả xuống đây 500 mét mà. Thả chưa đỉnh kia. Ngày xưa đi bộ lên đỉnh kia đấy. Có một cái điều đặc biệt ở Lũng Luông mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó là cái con suối ngay bên cạnh này. Và cái mùa mưa ấy, do là cái địa hình thung lũng ấy, thì nó sẽ bị ngập nước lên. Nên là nó sẽ trở thành một con mương to luôn ấy. Thậm chí nó thành một con suối to. Các bạn có thể lựa chọn vào tầm khoảng 4 tháng 5, tháng 6 để tới tham quan. Và cứ lúc đấy thì cũng là mùa lúa luôn, để chúng ta có thể là tham quan dễ dàng hơn. Bây giờ cái giếng là chỗ nào anh nhỉ? Đây đây đây, chúng ta hãy xuống dưới này đi. Đặc biệt là được cái dân này, được cái giếng. Ngày xưa các cụ ở đây là không có đào được. Không đào được. Không biết đào. Tức là nó dưới toàn đá. Thì không biết đào xuống đất. Bây giờ thì may có cái giếng thiên nhiên cho. À thế bây giờ là đào được rồi đúng không ạ? Bây giờ đào được. Nhưng bây giờ là cái sáng sớm cả làng ra đây tắm tử giặt. Rồi. Vâng. Còn giếng làng hai đào thì đào còn. À. Hiện nay là có điện, nhất là sướng nhất là có điện ba pha ở đây cho dân rồi. Đấy, không biết các bạn ở miền Nam thế nào, nhưng mà ở miền Bắc mình ấy, thì mỗi làng ở khu vực Bắc Bộ này sẽ có một cái giếng làng để bà con có thể sinh hoạt chung. Đây, và nguồn nước này thì được cả dân làng bảo vệ luôn. Đây. Không bao giờ cả. Đây, mọi người quan sát một kỹ một chút, các bạn có thể thấy là nước nó đang trồi lên này. Mọi người thấy không? Đúng rồi. Đấy, đây là một cái mạch nước ngầm nó đang từ trong lòng đất trồi lên như này và rất là trong xanh. Các bạn thấy không? Trên máy quay có thấy rõ không? Đó, nó thành những cái bọt bóng bóng mà giống như một cái video mà mình đã từng quay về cái hồ xưa. Hồ của nước thần ấy, đúng rồi. Đấy, nó thành những cái bọt bóng này rất là đặc biệt luôn. Như cái sáng sớm thì nếu mà sáng sớm ai mà ra tắm thì nước này thì ấm như chú tắm ở kia thật. À thế ạ. Sáng sớm nó bốc hơi đây mục. Em sờ dưới này có được không? Sờ vừa này, vừa bây giờ sắp không lạnh, nó sờ không ấm. Chú cứ sờ đi. Ấm. Quá sờ. Quá sợ, có tay ngắn. Các bạn ạ, lùn là một bất tiện luôn đấy. Nhưng mà mình nghĩ là nó trong như này thì không sao đâu. Đúng không? Hợp lý. Vâng. À đây rồi. Và xế chiều, bây giờ cũng là xế chiều rồi. Nên bà con đang dắt trâu, những đàn trâu mà từ bên kia về. Mình sẽ tranh thủ lưu lại một cái tấm hình ở cái khu vực này. Đó, rất là đẹp. Đấy, bà con tự cung tự cấp, nuôi trâu, nuôi bò, nuôi rau, nên không thiếu một cái gì luôn. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại, xem có gì đặc biệt nữa thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Vào cái mùa lúa là bên kia toàn lúa với ngô thôi đấy. Ngô đó bạt ngàn lắm. Vâng. Ngô khoai ngày xưa. Đấy, may là có con đường không thì bà con cứ ai gánh nhiều thì gánh ai khỏe, ai khỏe thì gánh được nhiều đúng không? Ừ. Ai khỏe thì nhà to đúng không? Ừ. Còn ngày xưa ai khỏe là nhà to mọi người ạ. Đi đèo đi kia, đi lên núi kia thì làm gì gánh được. Trời ơi, nhưng mà nhà bác này với nhà chị này từ nãy em thấy chăn phải 6-7 con bò nhỉ. Mỗi nhà phải gần chục con. Đấy, toàn bò. Một con bò ở đây cũng phải 5-60 triệu không ạ? Thế bao nhiêu tiền ạ? 100 triệu ạ? Hôm nay thì còn hơn 30 thôi. 30? Hơn 30. Như vậy là cái tài sản cũng cả tỷ bạc ấy nhỉ? Nếu bọn nó lại thích cái bò chọi chọi gì, nó bắt đi mua bán cho dân nuôi nó. Bò tơ đúng không ạ? À. Hơn tiền. Bò kia lại làm gì đó. Vâng. Lên đĩa rồi. Nói chung là có thể là sẽ nhiều bạn không quen với những cái cảnh như này, nhưng mà mình rất là thích. Mình rất thích bởi vì mình muốn tìm lại những cái cảm giác ở những cái vùng thôn quê như thế này. Rất là tuyệt vời luôn. Chắc chắn là trong một cái số tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nơi mà sản xuất ra cái ngói âm dương này nhé. Các bạn nhớ đón xem nhé. Cũng là ở Lạng Sơn luôn. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Lũng Luông vẫn đẹp với mình như thường. Chính bởi vậy mà mình đã quay trở lại đây để ghi hình cho mọi người đấy. Có thể bà con Lũng Luông đã sống quá lâu trong một thung lũng bị cách biệt nên họ đang khao khát sự hiện đại hóa. Nhưng theo mình, nếu nơi này được phát triển du lịch để giữ lại sự hoang sơ mà bà con vẫn có thêm được nguồn kinh tế thì thật tốt phải không mọi người? Đó là câu chuyện của tương lai. Còn bây giờ, mình sẽ tiếp tục hành trình để đến với nhiều bản làng khác của Việt Nam. Mọi người chờ mình nhé!
cái ngày thời tiết đẹp và đến một cái nơi khá đẹp này. Mình tin chắc là cái chuyến đi này mình sẽ nhớ mãi. Mặc dù đây là lần thứ hai mình tới với cả Lũng Luông rồi, nhưng mà mình tin chắc là nếu như cái chỗ này được đầu tư du lịch thì nó sẽ khác hẳn so với hiện tại đây. Hy vọng là trong tương lai những cái vùng đất như là Lũng Luông sẽ được nhiều người biết tới hơn, và đường xá nó cũng thuận tiện hơn để chúng ta có thể là khám phá. Các bạn thấy cái chú chó kia rất là đặc biệt không? Chỉ thích ngồi đấy thôi, chỉ thích ngồi ở đấy thôi, không muốn ngồi chỗ khác. Đấy, nói chung là trong Lũng Luông này có rất nhiều đặc biệt mà mình sẽ phải nhớ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá. Và trong tập này thì mình đã giới thiệu cho các bạn một bản người Nùng Y à, người Nùng Inh. Thì ở địa chỉ là thôn Lũng Luông, xã Vạn Linh đúng không ạ? Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Và trong tương lai nếu như các bạn có quá giang qua cái con đường quốc lộ một bên này thì hãy ghé thăm nơi này. Mình tin là các bạn sẽ rất là thích đấy, từ cái con đường vào tới người dân đây rất là thân thiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu video này hữu ích, mong mọi người có thể tặng cho mình một lượt thích, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những hành trình mới nhất của Nếm nhé. Mình sẽ còn review rất nhiều những cái ngôi bản như này nữa. Và mình tin đây là video đầu tiên mà có một người review ở đây. Bye bye bạn. Sorry. Bye bye Lũng Luông nhá. Cảm ơn anh nhá. Em bắt tay anh gái. Cảm ơn anh. Đây là tour guide của mình. Đấy, anh còn anh. Bye người nhá. Chương trình. Vâng vâng. Nếu mọi người mà tới Lũng Luông nhá, mà gặp anh Thường ngoài kia nhá, nhớ bắt anh ấy vào dẫn này, bắt anh ấy giới thiệu tất cả những cái ngõ ngách đây, bởi vì anh ấy sẽ hiểu ở đây. Anh sống gần đây mà. Bye bye. Bye bye.